Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đả bài chung có chủ đề người khác đánh giá về bạn như thế nào. Đả bài hôm nay là đả bài không chọn tụ bài. Đả bài chung mang nguồn năng lượng tổng hợp nên không phải lúc nào cũng có thông điệp các bạn cần và thông điệp trùng khớp với câu chuyện của các bạn. Trước mặt mọi người là 5 câu hỏi với 5 trả bài như sau. Câu hỏi đầu tiên đó là người thân của bạn ấy, người thân là gồm có bố mẹ, anh em ruột thịt của bạn đánh giá về bạn như thế nào? Thứ hai là người bạn thương, bạn yêu. Đó, thì cái người này có thể là người yêu hiện tại của bạn. Đó, hoặc là người yêu nhưng mà chia tay, hoặc là đang giận nhau, tạm ngừng ngắt kết nối. Thậm chí là người crush của các bạn, chỉ miễn là bạn có một người và bạn mặc định người đó là cái người mà đánh giá về bạn như thế nào. Thứ ba, trong công việc sếp của bạn đánh giá về bạn thế nào, đồng nghiệp của bạn đánh giá về bạn thế nào, và cuối cùng nếu như bạn làm dịch vụ, bạn bán hàng hoặc bạn làm bất cứ một cái công việc nào đấy mà có sự tương tác giữa bạn và khách hàng ấy, và người trao đổi, người hợp tác ấy, thì cái người đó, đối tượng đấy họ đánh giá bạn như thế nào nhá. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đọc bài. Đọc bài đầu tiên đó là người thân của bạn đánh giá về bạn như thế nào. Mình nghĩ người thân của bạn ở đây, tự nhiên mình thấy năng lượng của người mẹ. Mặc dù trong trả bài này không thấy có bất kỳ một lá bài nào, ví dụ như The Empress, hoặc là bất kỳ một Queen nào cả, hoặc là một cái lá bài 10 ly 10 xu nào cả, nhưng mình thấy một cái năng lượng của một cái tình thương, nó giống với tình mẫu tử. Thì có thể đó là mẹ bạn, hoặc là bố bạn, hoặc là anh em nhà bạn, như họ thương bạn, giống như là cái tình thương của bố mẹ dành cho con cái vậy. Bởi vì họ thương cho nên lúc nào họ cũng nhìn về phía bạn ấy, là bạn rất là vất vả, năng lượng của bảy gậy. Nghĩa là cái năng lượng bảy gậy vẽ hình của một cái người mà đang dùng một cây gậy chiến đấu với 6 cây gậy còn lại ấy, thì có nghĩa là trong mắt của họ, trong suy nghĩ của họ thì bạn, áp lực của bạn rất lớn. Đó, những khó khăn vất vả của bạn rất lớn, nó lớn đến mức là nó có 6 mà bạn chỉ có 1 thôi. Đó, bạn chỉ có 1 để chống lại thôi. Trong lòng của họ, nghĩa là họ rất muốn giúp đỡ. Năng lượng của bây giờ xua là giống như là nếu bên cạnh bạn có kiểu sóng gió khó khăn gì, họ rất muốn cùng bạn, họ rất muốn giúp đỡ bạn, nhưng họ cảm thấy sức cùng lực kiệt. Năng lượng của tám kiếm là nghĩa là không biết giúp như thế nào, thì có thể là họ không có năng lực, hoặc là họ đã già rồi, ở đấy bất lực, bất tòng tâm rồi. Đấy, mình thấy năng lượng đó và mình thấy rất là xúc động. Chúng ta, những ai có bố, có mẹ, có người thân của mình và nhận được cái sự quan tâm như thế, thật là đáng quý, đúng không ạ? Đó là năng lượng đầu tiên. Thứ hai nữa là mình thấy cái người này họ rất mong, họ không nói ra, nhưng họ rất mong bạn gặp được một người. Năng lượng của hai cốc thì ở đây mình nghĩ là có thể là bạn chưa kết hôn. Ví dụ như bạn ly hôn rồi và bạn đang ở một mình, hoặc là bạn chưa từng kết hôn, hoặc là nếu bạn kết hôn rồi thì họ cũng có cái niềm mong riêng. Mình sẽ phân tích cái mong của họ. Nếu bạn chưa kết hôn, dù bạn là ly hôn hay độc thân, thì họ vẫn mong là bạn gặp được hai cốc. Có nghĩa là hai cốc ở đây đại biểu cho cái việc đó là người ta thương bạn thật sự. Cái tình thương nó đến từ sự thấu hiểu, từ đồng cảm, từ cái sự hiểu nhau, gắn bó với nhau, chung thủy với nhau, đồng hành với nhau ấy. Họ mong lắm, mong ngày mong đêm, và mong sao cho cái hành trình của bạn đi. Bởi vì trong mắt họ thì bạn là giờ hơi mịt. Dù bạn có giỏi giang đến đâu, bạn có mạnh mẽ đến đâu ấy, thì người ta vẫn cảm thấy rằng, như là người thân của bạn ấy, vẫn cảm thấy bạn chỉ có một mình thôi. Và khi người ta thương bạn thì lúc nào họ cũng thấy bạn nhỏ bé cả. Và dù bạn có giỏi đến đâu thì họ cũng cảm thấy cái sự cô đơn đó khiến cho họ không an tâm. Và họ mong có một người ở với năng lượng của hai cốc mà mình vừa phân tích đến bên bạn, đồng hành với bạn, sẻ chia cùng bạn, dẫn dắt bạn, yêu thương bạn. Họ rất mong là đến một lúc nào đấy ấy, thậm chí nó mong mỏi đến mức là từ hai cốc mà thành bốn gậy. Nghĩa là ban đầu họ chỉ mong là chỉ có một người hai cốc là được, nhưng sau đấy thì giống như là mình nghĩ có thể các bạn đang còn trẻ, các bạn dù nam hay nữ đang còn trẻ, thì họ mong là cái mối quan hệ đấy xong rồi phát triển thành gia đình, thành tình yêu, thành một cái người mà không chỉ chia sẻ với bạn về mặt tinh thần, còn chia sẻ với bạn về vật chất theo kiểu thể xác ấy. Giống như họ hiểu một điều rằng nếu bạn còn trẻ thì cái sự cô đơn của bạn ấy giống như là chỉ có một thân một mình ấy, nó sẽ không tồn tại được mãi, mà cần có người chia sẻ yêu thương bạn theo đúng cái gọi là cái quy luật ấy, cái quy luật của con người. Nghĩa là đã sinh ra là con người thì cần được yêu thương cả về tinh thần lẫn thể xác. Họ mong cái điều đó, và dù họ không nói ra, nhưng mình thấy họ mong ngày mong đêm cho bạn gặp được một người như thế các bạn nhá.
Ở đây ấy, mình còn thấy là họ mong, bởi vì là các bạn biết là người sinh ra các bạn hoặc là anh em thân thiết ruột thịt của các bạn thì bao giờ họ cũng mong như thế. Họ cứ mong một người giỏi này, một người có thể bao dung, có thể thương, có thể hiểu bạn để giúp bạn phát triển. Thậm chí là mình còn đọc được cái năng lượng là dù bạn có giỏi đến đâu, bởi vì ở đây có năng lượng của Hermit và Star thì bạn cũng chỉ có một mình thôi. Cứ phải có thêm một người nữa thì họ mới an tâm nhá. Thì đó là năng lượng đầu tiên. Rồi, đó là người thân thì ở đây mình thấy rõ là năng lượng của người mẹ hoặc là người bố, nhưng mà dù là người bố thì họ cũng mang cái năng lượng dịu dàng của người mẹ, cái bao dung của người mẹ. Còn nếu là anh chị thì họ cũng có cái tinh thần như thế nhá. Rồi bây giờ chúng ta sang câu hỏi số 2, đó chính là cái người yêu, người thương của bạn. Giống như mình nói lúc nãy rồi, chỉ cần bạn có một người thôi, ở đấy người nào cũng được. Chỉ là kết nối tình cảm, họ đánh giá về bạn như thế nào. Trước hết là mình nghĩ ấy, đây có thể là người yêu, có thể là chồng, vợ. Thì chồng với vợ hoặc là người yêu thì có thể có những người mà tạm dừng ngắt kết nối rồi, thậm chí ly hôn, ly thân nhưng mà vẫn hướng về nhau, hoặc một người mà theo kiểu hai người đang mập mờ thích nhau mà không nói ra, tất cả nó đều ở đây nhá. Và khi mình nhìn vào cái trải bài là họ đánh giá như thế nào về bạn thì mình nghĩ là cái người này họ quan sát bạn rất là kỹ, họ quan sát kỹ lắm, và đương nhiên họ phải thích bạn, phải quan tâm đến bạn thì họ mới biết được là bạn như thế nào. Bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn nghe. Năng lượng của bốn cốc, họ thấy bạn là cái người mà trước hết là bốn cốc ấy, vẽ hình của một cô gái đang ngồi bó gối, cô nghĩ về cái điều gì đó. Thì trước hết là trong mắt họ thì bạn nghĩ rất là nhiều. Thậm chí khi mà nhìn vào cái đà bài này thì mình còn cảm nhận thấy đây là một cái mối quan hệ mà giống như đang tạm dừng vì giận nhau, vì thi gan, vì cái gì đó. Chứ nó không phải là một mối quan hệ kiểu mập mờ, giống như là cái mối quan hệ kéo dài rất nhiều năm từ ngày Huyền Thư mở kênh cho đến tận đợt vừa rồi á. Là mối quan hệ nó mang cái tính chất là toxic, độc hại hay không? Đây rõ ràng là một mối quan hệ như đang giận nhau, đang thi gan, không ai nói với ai một lời nào. Và nhưng mà mình thấy họ đang đoán, giống như là dự đoán về nhau ấy, đoán xem là cô ấy đang làm gì. Đúng không? Có thể hai bên không nói chuyện với nhau, nhưng đang tự nghĩ xem là cô ta không nói chuyện với mình hoặc là anh ta, tùy các bạn đổi chiều, thì không biết là cô ta nghĩ gì, hay anh ta nghĩ gì. Cô ấy còn yêu mình không, còn thương mình không, rồi hai người sẽ như thế nào. Thậm chí là ví dụ như họ định nhắn tin, họ định gọi điện, hoặc là trên mạng xã hội có thể họ họ cũng định comment hoặc là like bài của bạn, hoặc là họ nhìn thấy bạn ngoài đường họ định gọi, nhưng mà họ băn khoăn, họ cân nhắc xem là có nên nên không đã. Ở đây mình thấy có một cái tôi khá to, cái tôi khá cao, có nghĩa là vì một lý do nào đấy mà hai bên có cái sự im lặng, giận nhau đấy, và đang trong cái tình trạng nghĩ xem là mình có nên liên lạc với cô ấy trước hay không, làm quen với cô ấy trước hay không. Các bạn phải hiểu một điều rằng đối với đàn ông mà nói ấy, khi mà họ yêu một cô gái theo kiểu trẻ con hơn họ, đơn giản là giống như họ chỉ coi là một đứa trẻ ấy, thì họ không chấp đâu. Đấy, mình chứng kiến có những người nam họ không bao giờ họ chấp một cái người nào đấy, một đối tượng nào đấy, bởi vì là trong mắt của họ ấy, thì cái cô gái đấy chỉ là một đứa trẻ thôi và họ không chấp. Nhưng mà đến bạn thì hai bên lại co kéo nhau, bởi vì cái tôi ngang nhau. Nhưng các bạn sẽ hiểu được là nếu chúng ta cứ căn cứ vào cái chuyện là tại sao anh ta yêu mình như thế này. Bởi vì có một bạn kể với mình là cứ được nghe chị gái nhà chồng ấy kể về về việc là chồng đối xử với cô người yêu cũ ấy, xong là bạn ấy cứ bảo rằng là tại sao anh ấy đối với người yêu cũ như thế này mà lại đối với em như thế kia. Nếu chúng ta mà so sánh như thế thì không ổn, bởi vì là mỗi người, đúng không, họ với lại cái mối quan hệ kia nó khác, cái cô người yêu đấy khác chúng ta. Và mình đoán rằng với cái năng lượng này, nếu như mà họ không chấp ấy, họ không thi gan với bạn ấy, thì có thể là cái cô gái kia trong mắt họ chỉ là một đứa trẻ thôi, ở một đứa bé thôi, họ không chấp. Giống như là anh chấp em làm gì, em trẻ con ấy mà, đúng không? Nhưng với bạn thì có sự chấp nhau. Vậy thì rõ ràng ở đây giống như hai người kiểu kỳ phùng địch thủ ấy, không ai chịu ai. Thậm chí là bạn còn có cái phần nào đó có vẻ như là trên cơ họ, thì mình không biết là bạn có trên cơ họ thật hay không, hay là họ nghĩ là bạn trên cơ nhưng họ có sự thi gan với bạn, có một cái gì đó không muốn mất mặt với bạn, không muốn hạ mình với bạn nhé. Mình thấy có xu hướng đó, nhưng mà vẫn cứ nghĩ, vẫn quan tâm rất nhiều. Và đương nhiên cái sự nghĩ và sự quan tâm đấy nó là biểu hiện của tình yêu, đúng không? Còn bây giờ mình sẽ phân tích nhé. Trong mắt của họ thì bạn suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ nhiều. Và chính cái suy nghĩ nhiều và bạn, có nghĩa là họ hiểu, họ rất là hiểu bạn ấy. Với một người mà suy nghĩ nhiều như bạn, lúc nào cũng muốn được chia sẻ, được bày tỏ với bạn mà tự nhiên im lặng với họ, thì họ băn khoăn là không biết là
cô ấy như thế nào. Thứ hai, năng lượng của trái tịt là có thể là bạn cái khả năng phân tích, đánh giá, suy xét đấy, nhìn nhận vấn đề của bạn rất là tốt đấy. Vậy thì họ nghĩ là với một cô gái bình thường mà im lặng ấy, thì họ cho rằng họ không có mấy quan tâm, nhưng với một người suy nghĩ nhiều và cái khả năng phân tích, đánh giá, suy xét của bạn cao như thế thì họ nghĩ rằng là khi cô ấy im lặng với mình thì nhất định là đang có một cái cơ mưu gì đó, đang có suy nghĩ gì đó, chứ không thể là không được đấy. Và mình thấy họ đang dành rất nhiều thời gian để họ quan sát và họ đánh giá, họ tự hỏi xem là bạn đang như thế nào, không biết bạn đang suy nghĩ gì nhá. Thì đó là năng lượng đầu tiên. Mình thấy họ băn khoăn nhiều hơn về cái hiện tại của bạn hơn là đánh giá con người bạn. Còn nếu như bạn vẫn muốn hiểu xem là họ đánh giá với bạn như thế nào thì mình sẽ rút bài thêm, nhưng mà lát nữa nhá. Rồi tiếp theo, năng lượng của The Devil, 8 kiếm, Bay of Cup. Mình thấy đây là một mối quan hệ tình cảm mà giữa hai người rõ ràng có tình yêu với nhau, bởi vì ở đây có The Lover, có hai cốc. The Lover nó thiên về tình yêu nói chung, nó thiên về một cái gì đó rất con người. Các bạn ạ, The Lover là giống như yêu, gần gũi, ở thể hiện cái sự gắn bó, quan hệ về mặt thể xác, trao đổi về mặt thể xác, về tình, về thể xác và linh hồn ấy. Nó đại biểu cho phần con, và thậm chí là khi nhìn vào lá bài The Lover mình có cảm giác đó là món quà của Thượng Đế. Ví dụ Thượng Đế sinh ra con người, con người sinh ra biết ăn, biết nói, biết học, biết đi và biết quan hệ tình dục, thì đó là những cái gì, những cái tự nhiên nhất mà con người, mà vũ trụ dành cho con người. Và cái quan hệ tình dục đấy nó dùng để làm gì ạ? Để duy trì nòi giống, đúng không? Và cao hơn, nó để sự trao đổi giữa linh hồn và thể xác, giữa hai con người yêu nhau. Thì The Lover nó là như thế. Và nó là năng lượng chung của tình yêu nói chung, của một cái gì đó rất con người nói chung nhá. Nhưng mà riêng với hai cốc ấy thì nó là đại biểu cho cái năng lượng tình yêu tinh thần, là một cái gì đó mà khi đã gắn bó với nhau rồi ấy, nó giống như rất khó để rời xa. Ví dụ như là bạn yêu bằng The Lover thì có thể ở sau này khi bạn gặp một người khác bạn vẫn có thể thay thế được, đúng không? Đấy, nhưng mà riêng với hai cốc ấy, đã thực sự yêu rồi mà lại có cả sự hòa hợp giữa The Lover và hai cốc, nghĩa là cả về thể xác vẫn linh hồn, thì rất khó có thể thay thế. Thì cái mối quan hệ này nó mang cái năng lượng đấy. Và có một cái điều đặc biệt là cái mối quan hệ của hai người nó đang mắc kẹt ở trong năng lượng của The Devil, có nghĩa là có một cái gì đó với nhau. Ví dụ như là một cái The Devil, ví dụ như hai bên ấy có cái thắc mắc, mâu thuẫn gì đó nhưng mà không xử lý, không giải quyết được, thì giống như là các bạn cứ tưởng tượng là hai bên có cái thắc mắc này, mâu thuẫn này, thì sẽ có một cái vị, một cái con quỷ, nó thì đại biểu cho một cái đối tượng thứ ba nó canh giữ, đúng không ạ? Giống như hai bên có vấn đề thì khi nào giải quyết xong thì cái năng lượng của tám kiếm là sẽ được mở, có nghĩa là cái nút thắt đã được mở nhưng mà không ai chịu ai, vẫn cứ ở đó. Nó ở đây nó còn có cái đặc điểm là người này bên trong thì nóng ruột lắm, rất tự hỏi là không biết bạn đang như thế nào, vậy tại sao mà không nói gì với mình, nhưng cứ im lặng để theo dõi, để quan sát xem cuối cùng cô ấy, thậm chí mình còn có cảm giác như họ lật tung cả cái một cái Facebook nếu bạn dùng mạng xã hội, hoặc là họ quan sát xem bạn làm gì, tại sao bạn lại như thế, nhưng nhất định không nói. Đây là một người có cái tôi cao và độ lì kinh khủng luôn. Giờ đây vô đây có năng lượng của market, mà market thì các bạn biết rồi, rất lì, đúng không? Đấy, với năng lượng của market mà nếu mà sống trong thời kỳ chiến tranh ấy thì dù có bị nung rồi là đốt rồi chém giết cũng chả khiến cho họ không bao giờ, họ lì lắm. Đôi cái chết đối với họ, cái đau đớn đối với họ nó chả là cái gì. Cho nên là trong tình yêu cũng thế thôi, nhất là hai bên có tình cảm lại thi gan với nhau thì thuộc diện kỳ phùng địch thủ, không ai chịu ai nhá. Nhưng mà rồi bạn sẽ thấy nó chả mang lại lợi ích gì, đúng không? Yêu nhau mà việc gì phải hơn thua như thế. Cuộc đời vô thường lắm. Sống nay chết mai, việc gì cứ phải phải làm khổ nhau như vậy, đúng không? Đó là vài câu cảm xúc mà mình gửi gắm trong trải bài này nhé. Đấy, còn tiếp tục thì họ nghĩ là xong là cái người này thì họ cũng chẳng khác gì bạn đâu, mình thấy hai người cũng kỳ phùng địch thủ như nhau, nghĩa là họ nghĩ rằng kệ, nghĩa là nghĩ chán chê xong rồi nghĩ là kệ thôi, chắc là chẳng sao đâu. Bạn trong mắt họ thì bạn rất là chăm chỉ, năng lượng của 4 xu bạn chăm chỉ đấy, lúc nào bạn cũng làm việc, khó khăn nào bạn cũng vượt qua được đấy, tình huống nào bạn cũng xử lý được, bởi vì trong mắt họ thì bạn là chất tịt, bạn cực kỳ thông minh, bạn lý trí, bạn giỏi phân tích, bạn giỏi xử lý giải quyết vấn đề đấy. Trong lòng, trong họ, trong mắt họ thì bạn còn là một bay hầu khắp, nghĩa là bạn rất là dễ thương, dịu dàng, đáng yêu, bạn giỏi giao tiếp. Cái giỏi giao tiếp của bay hầu khắp ấy thì nó không thể đánh giá như là khuyên đầu xua được, nhưng mà cái cô bay hầu khắp này, cô mà đi đâu, cô mà nói chuyện với ai thì cô đều có thể chinh phục và làm mềm lòng người khác bằng
cái dễ thương của cô ấy, bằng cái dễ thương ấy, cái giỏi cái gọi là, các bạn cứ tưởng tượng gặp một cô gái mà vừa dịu dàng, vừa dễ thương, vừa đáng yêu, vừa rất biết cách nói cái gì đó khiến cho người ta vui lòng, thì với những người như thế thì họ nghĩ là bạn chả gặp gì đâu, chắc là đang thi gan với mình đó thôi. Và bắt đầu họ nghĩ là kệ kệ, nhưng mà trong lòng một lúc nào đó, nghĩa là trong cái khoảng kệ đấy, họ vẫn tin tưởng rằng một lúc nào đấy rồi hai người sẽ trở lại với nhau thôi. Bởi vì trong lòng họ, cho trước đây họ có nhận ra hay không thì mình không biết, nhưng mà tại thời điểm này thì mình có cảm giác như họ nhận ra giữa hai người là hai cốc, giữa hai người là tình yêu, và cái tình yêu của hai người đó rất khó để có thể thay thế. Thì có thể chính cái sự giận nhau, sự im lặng đó khiến cho họ nhận ra điều đó, họ nhận ra rằng giữa bạn và họ là tình yêu. Giống như là khi mà em không nói gì với tôi nữa ấy, thì tôi mới có thời gian để nhận ra rằng em quan trọng đối với tôi nhường nào. Đấy, khi mà em với tôi không nói chuyện với nhau nữa ấy, thì tôi mới nhận ra rằng tôi thích em mất rồi, tôi yêu em mất rồi, chứ không đơn giản giữa chúng ta chỉ là, nếu như các bạn đến với nhau ấy theo kiểu như là đôi cặp đôi nào thì cũng thế thôi, khi mà đến với nhau, và nhất là có xảy ra cái chuyện quan hệ gần gũi về mặt giới tính ấy, thì chúng ta rất dễ nhầm lẫn rằng là có thể mình đến với người đấy chỉ vì cái đam mê nhất thời thôi. Thì có thể cái người này trước đấy họ cũng nghĩ thế, họ cũng nghĩ rằng là ồ, mình thích cô ấy chẳng qua là vì cô ấy đẹp, rồi cô ấy thế này, cô ấy thế kia. Nhưng bây giờ theo kiểu hẳn một thời gian dài không gặp nhau, nhưng họ không quên được bạn, họ vẫn cảm thấy bạn là một cái gì đó không ai có thể thay thế. Thì chính cái sự im lặng giữa hai người mới giúp họ nhận ra rằng đó đó chính là tình yêu. Hóa ra mình yêu cô ấy thật, mình cần cô ấy thật, mình nhớ cô ấy thật, mình thương cô ấy thật, chứ không phải là vì một lý do gì khác nhá. Rồi bây giờ mình sẽ rút thêm bài để kiểm tra xem là họ đánh giá về bạn như thế nào nhá. Rồi bây giờ mình rút thêm bài để xem là họ đánh giá về bạn như thế nào. Lá bài số 6, The Lover, Strength, Temperance, 10 gậy, Kỵ sĩ cốc, Công chúa xu, Chapman, 2 cốc, và cuối cùng là một kiếm. Người này đánh giá khá cao về bạn nhé. Bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn xem. Một, năng lượng của The Lover ở bạn tỏa ra một sự quyến rũ kỳ lạ từ tình yêu bản thân của bạn. Lá bài The Lover vẽ hình của một cô gái cũng đang quấn một cái khăn hoặc là một con rắn nào đó. Có nghĩa là cái con cô ấy dùng con rắn để làm một cái để làm cái trang trang sức cho mình. Có nghĩa là nếu con rắn ấy, ai cũng sợ rắn mà, thì con rắn nó đại diện cho cái, một là con rắn đại diện sức mạnh tâm linh, trên khả năng bạn có sức mạnh tâm linh, và cái năng lượng tâm linh đấy nghĩa là cái trực giác, cái chiều sâu về mặt tâm hồn trở thành vẻ đẹp của bạn. Hai là con rắn ấy, nếu mà xét theo cái, nếu chúng ta nhìn con rắn với góc nhìn của con vật đáng sợ ấy, thì con rắn nó đại diện cho những cái khó khăn ở trong cuộc sống, nhưng bạn còn dùng cả cái khó khăn đấy bạn làm trang sức cho mình. Ví dụ như là càng khó khăn thì càng thấy được cái sự giỏi giang của bạn, mạnh mẽ của bạn, bản lĩnh của bạn, trí tuệ của bạn đó, nên là họ đánh giá rất cao về bạn. Thậm chí đây là cái đặc điểm mà họ nghĩ rằng là nó khác biệt hoàn toàn với những cô gái khác, những phụ nữ khác, không ai, ít ai có được cái năng lực này như bạn. Trang cũng như thế, Trang vẽ hình của một cô gái chinh phục được mọi khó khăn, cô ấy đứng trên cái đỉnh cao, giống như các bạn cứ tưởng tượng là tất cả mọi khó khăn đều ở dưới chân cô ấy, bằng tất cả cái sự kiên trì, nhẫn nại, nỗ lực, bản lĩnh, mạnh mẽ, kiên định và quyết đoán. Tiếp theo, năng lượng của Temperance, bạn rất là bình yên. Cái người này họ có một cái năng lượng là mình có cảm giác như là khi mà làm việc ấy thì bạn chính là Trang đó, còn khi bạn đối diện với khó khăn, bạn chính là The Lover mà mình vừa mới đọc ấy. Bởi The Lover đó là tình yêu bản thân, cái cách mà làm cho mình đẹp, cái vẻ đẹp đến từ nghịch cảnh ấy. Thì năng lượng của Temperance là bạn sẽ biết cách cân bằng và dung hòa, nghĩa là cứ tưởng tượng là nếu bạn khi sau khi trong một ngày làm việc mệt mỏi ấy, nếu người khác họ còn phải đi giải trí bằng những cái biện pháp hoặc là những mối quan hệ khác, ví dụ như là spa, rồi là thẩm mỹ, rồi các thứ, thì bạn tự làm cân bằng cuộc sống của mình, bạn tự yêu thương bản thân mình bằng cách là bạn tạo cho mình một cuộc sống êm đềm, dịu dàng như thế này. Có nghĩa là trong mắt họ thì bạn là một cái gì đó rất tuyệt vời, rất khác biệt, rất thu hút, bởi vì không có ai giống bạn cả. Năng lượng của 10 gậy thì có thể là cuộc sống của bạn cũng không ít khó khăn. Vẽ hình một cô gái ấy,
cô đang phải dọn nhà mà xung quanh cô ấy những thứ cô ấy phải dọn nó còn lớn gấp cả nhiều lần cô ấy, nhưng cô vẫn vui vẻ điềm nhiên để dọn nhà. Năng lượng của Nam thấp giống như là hình ảnh của một người một ngựa vừa làm việc vừa chơi, đúng không? Đấy, cảm giác như vừa làm vừa vui vừa hát, cảm thấy cuộc đời. Năng lượng của bây giờ Pentacle cũng như thế, giống như nếu như mà lá bài này là sự dọn dẹp này thì hai cái lá bài tiếp sau đã thể hiện cái niềm vui rồi, đến ca hát này, nhảy múa này, vui vẻ với gió trời, với đất trời rồi đó. Tiếp theo nữa, bạn có một sức sống tiềm tàng. Dù bạn có như thế nào thì bạn gặp bất cứ chuyện gì thì nó cũng chỉ mang cái tính chất là thời điểm thôi. Sau đấy bạn lại rực rỡ như một bông hoa. Đó, cái lá bài chân mân này khiến cho mình nhớ một câu chuyện. Nó thuộc về một vở cải lương ở Trung Quốc ấy, mình xem từ lúc còn nhỏ xíu ấy. Có một câu chuyện đó là có hai người yêu nhau. Đó, thì cô gái không may bị bệnh chết. Thì cái chàng trai đó ngày nào cũng cầu khẩn ông trời cho cô gái được sống lại, ngày nào cũng dập đầu khóc ấy. Ông trời cảm động quá, cho đến một hôm thì ông trời nói rằng con hãy ra, nghĩa là ông Bụt ấy, hãy ra vườn hoa đi, bởi vì nhà anh ta có một cái vườn hoa mai rất là đẹp, con sẽ gặp được người yêu con. Vậy thì khi mà anh ta bước vào cái vườn mai đó ấy, anh ta có nghe tiếng cô gái gọi lảnh lót là chàng ơi, thiếp ở đây này. Và anh ta chạy khắp nơi đi tìm, cuối cùng anh ta thấy khuôn mặt của cô gái trong một đóa hoa mai. Đấy, vậy thì nó đại biểu cái sự tái sinh, đấy, một sự tái sinh tuyệt đẹp. Thì cái năng lượng ở chất mân cũng là như thế, cũng nghĩa là họ luôn thấy con người của bạn thay đổi lột xác, và mỗi một lần thay đổi, mỗi một lần lột xác thì bạn đẹp lung linh như một đóa hoa. Mình thấy câu năng lượng đó nhé. Hai cốc người này họ có một niềm tin, bạn với họ là tình yêu, thậm chí là nếu như hai người đang có sự ngắt kết nối hoặc là dừng lại không nói chuyện với nhau thì họ đã đủ cái niềm tin vững chắc để họ hiểu rằng đó là tình yêu rồi. Và bây giờ mình thấy có xu hướng là họ đang băn khoăn là họ có nên bày tỏ tình yêu hay không, họ nên bày tỏ như thế nào nhé. Khi mình nhìn vào trải bài này thì mình nghĩ là cái việc im lặng của hai người nó liên quan đến bài học tâm linh. Có lẽ là cái này thì có thể bạn nghe những cái trải bài trước đây của Huyền Thư ấy, khi mà phân tích về mối quan hệ, hoặc là nếu bạn đang có một mối quan hệ như thế mà bạn muốn biết được lý do vì sao, bài học giữa hai người là gì, tương lai ra sao, thì các bạn có thể chọn trải bài riêng, số alo mình đặt ở phần comment nhé. Còn nếu như bạn không đủ điều kiện để trải bài riêng, các bạn lần lại những trải bài mà Huyền Thư làm về tình yêu thì các bạn sẽ thấy được lý do vì sao mà mối quan hệ đó ngừng ngắt kết nối, và biết đâu bạn lại tìm ra được cái biện pháp để giải quyết cái mối quan hệ này. Hoặc là các bạn có tâm sự gì thì các bạn chia sẻ ở phía dưới nhé, mình đọc để mình định hướng trải bài chung tiếp theo về tình yêu. Rồi, tiếp theo đó là sếp của bạn. Về mặt công việc ấy thì sếp của bạn đánh giá như thế nào về bạn? Trước hết là mình thấy sếp của bạn là một người rất là kín đáo. Có thể đây là một người rất khôn ngoan. Năng lượng của King of Pentacles trong cái trải bài này, các bạn thấy màu tím, lá bài màu tím, nó đại biểu cho người này có trực giác, có khả năng tâm linh cao. Đây là người mà giống như là mình nói to tát thì giống như họ là con cưng của vũ trụ ấy. Và các bạn phải hiểu, nếu là sếp, mà nhất là sếp lớn ấy, thì đương nhiên họ phải có một sứ mệnh đặc biệt nào đó, chứ không phải là tự nhiên mà họ ngồi ở vị trí đó đâu. Họ càng giỏi, họ càng là cái người mà vận hành cái bộ máy, vận hành cái con thuyền đó một cách dũng mãnh, vượt qua ra khỏi cái vùng bão tố, thì cái năng lượng là họ là con cưng của vũ trụ, họ nhận một cái sứ mệnh nào đó nó càng đúng đắn nhé các bạn nhé, chứ không phải là hoang đường hoặc là mê tín gì đó đâu. Thì đây là một người mà một là họ rất là vững vàng. Đây là một người mà khi mình nhìn vào lá bài King of Pentacles, mình tưởng tượng đến một người ngồi ở cái mũi tàu ấy, điều khiển bình tĩnh, điều khiển con thuyền của mình vượt qua vùng bão tố. Họ là cái người mà năng lượng ổn định, chắc chắn. Đấy, làm việc gì chắc chắn, cẩn trọng, chi tiết, tỉ mỉ, và những cái gì mà họ đề ra nó đều có kết quả và đều có một cái phương án rất là rõ ràng, và họ gặt hái được không ít thành công từ cái năng lực này. Có nghĩa là cả năng lực, năng lượng, cái kiên định, cái bản lĩnh, cái tố chất của họ tạo nên cái sự thành công đấy. Người này quan sát bạn khá nhiều. Năng lượng của sáu kiếm có thể là hoàn cảnh của bạn có cái gì đó đặc biệt, ví dụ như khó khăn, bạn phải một mình chèo chống mới được thể hiện bằng năng lượng của sáu kiếm. Nhưng mà nhìn vào đây mình thấy có một cái đặc biệt ở đây này. Khi họ nhìn thấy bạn ấy, thì có thể cũng có nhiều người có cái hoàn cảnh khó khăn như bạn, nhưng mà họ không ấn tượng bởi người khác, họ ấn tượng bởi bạn. Có hai lý do. Một, bạn là sáu cốc, có nghĩa là ở bạn có một cái gì đó khiến cho họ cảm thấy con người của bạn bên ngoài thì khá là nhẹ nhàng, dễ thương. Có thể là bạn ít tuổi hơn họ, hoặc là bạn bộc lộ ra có cái gì đó rất là vô tư, nhẹ nhàng. Một cô gái kiểu như là đập vào mắt họ một cái gì đó rất là thiện cảm ấy, dễ nhìn ấy, dễ thiện cảm này, dễ nhìn này. Đấy, làm cho người ta cảm thấy
gì nhỉ, cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Nhưng ở phía trong bạn đó chính là the hyperlatin, phía trong bạn chính là strength, có nghĩa là bên trong bạn có một cái kho tàng kiến thức rất là phong phú, mà nhất là người này họ có năng lượng tâm linh, cho nên những gì mà bạn biết, bạn biểu hiện, nếu bạn biểu hiện ra bên ngoài thì họ, mình thấy họ rất kín đáo, họ dõi theo bạn, bởi vì cái năng lượng tâm linh đấy có nghĩa là họ cảm thấy bạn có một kho kiến thức mà những cái bình thường ở xã hội ấy, nó không lột tả được ở bạn có điều đấy. Thứ hai là strength, cái năng lượng sống của bạn, cái năng lượng sống tuyệt vời của bạn, cái khí chất của bạn, cái thần thái của bạn tỏa ra khiến cho họ cảm thấy rằng có một cái gì đó cực kỳ cuốn hút ở nơi bạn. Và mình thấy rằng là khi mà họ đánh giá về bạn ấy, nó không còn là cái tầm của một cái người sếp đối với một nhân viên của mình nữa, mà nó mang tính chất là họ tò mò về bạn, họ quan sát bạn, họ đọc những cái gì mà bạn, họ nghe những gì bạn nói, họ đọc những cái gì bạn viết để họ tìm ra cái gì đấy. Thậm chí là họ còn nhặt được những cái gì đó mà nó phục vụ cho công việc, cho lý tưởng của họ, cho hành trình của họ nữa nhá. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, giữa bạn và họ có một cái duyên đặc biệt nào đấy. Bởi vì giờ hai predict và sáu cốc ấy, mình có cảm giác là nếu như bạn cũng giống như bao nhiêu người khác ấy, có thể không để lại một ấn tượng gì. Nghĩa là cho dù bạn có hoàn cảnh như thế đi chăng nữa thì cũng không để lại ấn tượng gì. Nhưng khi họ gặp bạn thì họ cảm thấy rằng có một cái gì đó rất là quen. Bởi vì sao? Giờ hai predict rõ ràng bạn với họ có một cái mối duyên nào đó từ tiền kiếp. Mà các bạn biết rồi, tất cả những người chúng ta gặp nhau ở kiếp sống này có những cái mối quan hệ đặc biệt. Một là ví dụ rất là ghét nhau, nghĩa là không có ai làm gì cả, nhưng mà bạn cứ bị một người họ ghét bạn ấy, hoặc là bạn ghét một người nào đấy, hoặc một người nào đó họ cứ tìm cách họ hại bạn. Và ngược lại, có những người họ thương bạn, họ luôn giúp đỡ bạn vô điều kiện. Thì tất cả những cái mối quan hệ này đều có nhân duyên tiền kiếp, và nhất là năng lượng của hyperlatin. Thì những ai mà có cái câu chuyện này mà bạn muốn tìm hiểu thì tốt nhất là bạn nên chọn trả bài riêng, còn mình sẽ không nhận trả bài chung về cái gọi là cái mối duyên giữa bạn và sếp của bạn lên trả bài chung đâu, bởi vì nó rất là nhạy cảm, đúng không? Ví dụ cái sếp của bạn mà đang có gia đình chẳng hạn, và bản thân mình cũng có sếp, đúng không ạ? Ở đấy mình cũng có cấp trên của mình, khi mình làm những trả bài như thế thì nó sẽ tự nhiên gây ra hiểu nhầm. Nếu trong trả bài nó có cái thông tin nào đấy mà nó sẽ gây ra hiểu nhầm, nên mình sẽ không làm trả bài chung những chủ đề như thế. Và nếu như ai muốn thì các bạn nên chọn trả bài riêng, các bạn thông cảm, nghĩa là không phải chủ đề nào các bạn yêu cầu thì mình cũng làm nhá. Đấy, cho nên là mình nói trước như vậy. Tiếp theo nữa là trong suy nghĩ của họ, năng lượng của bảy gậy, còn Nine of Cups, Five of Cups và Eight of Pentacles, trong mắt họ thì bạn là một người rất giỏi. Cái giỏi của bạn, năng lượng của hyperactive là kiến thức, cái năng lượng của trang là bản lĩnh của bạn, cái khả năng xử lý vấn đề, vượt qua cái nghịch cảnh, thử thách số phận của bạn. Và cái năng lượng của Seven of Wands là mình thấy là giống như là, mình không biết là bạn làm việc gì, nhưng mà mình có cảm giác như là dù bạn làm việc gì thì bạn cũng chiến thắng, bạn cũng thành công. Năng lượng của bảy gậy là bạn chỉ dùng một cây gậy thôi mà bạn đã chinh phục được 6 cây gậy còn lại rồi. Năng lượng của Nine of Cups, mình thấy người này họ luôn âm thầm hỗ trợ các bạn, bất kể khi nào mà giống như họ có thể giúp được bạn ấy thì họ sẵn sàng giúp đỡ. Để bạn giống như là, cái này thì không phải là tình cảm riêng tư đâu, bởi vì mình không có thấy tình cảm riêng tư ở đây, mà mình chỉ thấy rằng giống như là có một cái gì đó thân quen giữa hai người, giống như bạn và họ có cái duyên tiền kiếp vậy. Đó là thứ nhất. Thứ hai đó chính là họ thấy bạn giỏi, họ phục bạn, và họ rất là muốn, họ muốn giúp một cái người giỏi như thế có khả năng, theo kiểu có chỗ đứng ấy, có cái điều kiện để phát huy, để thực thi được cái gọi là cái tiềm năng, cái tố chất, cái giỏi giang bên trong con người của cô gái này hoặc là chàng trai này. Nhưng ở đây rõ ràng mình thấy bạn là nữ và sếp của bạn là nam đó. Ở đây thì mình cũng khẳng định là họ không có tình cảm gì nhiều. Nếu như mà hai người là người yêu của nhau ấy thì có thể nó không đúng hết, không đúng hoàn toàn với các bạn, bởi vì trong cái đàn bài này thì mình chỉ thấy một vị sếp họ có cảm tình đặc biệt với bạn thôi. Chứ còn nếu bảo là hai người có cái tình cảm theo kiểu nam nữ rồi sâu sắc rồi có cái quan hệ ngoài luồng là không có nhá. Còn nếu như bạn có cái năng lượng đấy mà bạn muốn tìm hiểu sâu thêm về người này thì bạn chọn trải bài riêng nhé. Còn trải bài chung đây là một cái trải bài rất nhạy cảm, bởi vì bản thân mình là người trải bài, mình cũng có sếp của mình, đúng không ạ? Cho nên là khi làm trải bài này nó rất dễ gây hiểu nhầm nhá. Rồi đó là thứ hai, là thứ ba. Rồi thứ tư, đó là chúng ta sẽ kiểm tra xem là đồng nghiệp của bạn ấy đánh giá như thế nào về bạn. Đồng việc, đồng nghiệp, những người làm việc chung, hàng xóm nói chung, họ đánh giá như thế nào về bạn? Mình thấy là bạn được đồng nghiệp, hàng xóm nói chung ấy, những người biết bạn nói chung ấy, họ để ý về bạn khá nhiều. Nhưng mà mình thấy họ cũng không đánh giá xấu, nhưng mà nếu bảo là tốt thì cũng không. Mà giống như họ là người quan sát thôi. Mình sẽ đọc cái quan sát của họ này. Trước hết là họ cảm thấy bạn là con người hơi kỳ lạ,
Năng lượng của em xua vẽ hình là giống như là trong lúc mọi người đang đi chơi ấy, thì bạn thường sống ở nhà sống một mình, vẽ hình một cô gái mà cô đang đọc sách, cô đang nguyện cầu một cái gì đó, ở bên cạnh là con chim cú ấy, nó đại biểu cho cái năng lượng của sự thông thái tiên tri. Có thể là con người của bạn có cái gì đó đặc biệt. Năng lượng của 10 ly 10 xu đó là cái khả năng ấy, nghĩa là con người của bạn đặc biệt lắm. Ngoài cái khả năng năng đấy ra thì bạn vẫn sống một cuộc đời bình thường, thậm chí là bạn biết cách tổ chức tạo lập một gia đình hạnh phúc đủ đầy vui vẻ. Thứ ba là bạn có khả năng thuyết phục người khác, có nghĩa là giống như là họ, nếu mà hai bên mà giao tiếp với nhau ấy, bởi vì họ đồng nghiệp của bạn mà, họ chứng kiến cách bạn làm việc thì dù xảy ra chuyện gì thì bạn cũng rất biết dùng cái khả năng ăn nói của mình, diễn thuyết của mình, phân tích đánh giá của mình, bạn thuyết phục được người khác. Hoặc là nếu như mà bạn dùng Facebook họ theo dõi, mạng xã hội ấy, họ theo dõi những comment, những chia sẻ của bạn thì họ thấy đây là một người rất giỏi ăn nói, rất giỏi, bởi vì cái năng lượng của năm kiếm ấy vẽ hình cho một người đang chỉ dẫn một người cách sử dụng con dao đấy. Và cái cô gái kia thì cái người bên cạnh thì cái mặt đang meo meo mó mó, cảm giác như là nó rất khó để tiếp thu, nhưng cái người bên cạnh thì vẫn đủ cái kiên nhẫn để mà giải thích cho người kia hiểu. Nó đại biểu cho cái việc là cái khả năng ăn nói và cái khả năng giải quyết xử lý vấn đề của bạn. Tiếp theo nữa là mình thấy cái gì mà vào, họ đánh giá là cái gì mà vào tay bạn ấy nó cũng thành sản phẩm hết. Năng lượng của em quan có nghĩa là giống như là bạn bắt đầu bạn trồng một cái gì đó, như là bạn kinh doanh hoặc là bạn làm cái gì đó, giao cho bạn cái gì đó thì nó cũng đều trở thành sản phẩm, bởi vì bạn chi chút, bạn chăm chỉ, bạn chịu khó, bạn làm việc có nguyên tắc, có kế hoạch. Đấy, năng lượng của năm cốc là cái năm cốc ở đây ấy, thì nó đại biểu là giống như là hình ảnh của một cô gái rất kiên nhẫn, cô ấy đang rót nước đó, và cứ cứ cốc này cứ rót được xong nó lại đổ, rót được nó lại đổ, nhưng cô vẫn kiên nhẫn, không có một chút nào phàn nàn kêu ca. Ở đại biểu cho cái việc là khi mà bạn gặp một vấn đề nào đó thì bạn cũng lặng lặng ở đấy bạn làm việc của bạn, nếu không may nó có xảy ra chuyện gì thì bạn cũng kín đáo ấy, đấy, xử lý, không bao giờ thể hiện cái năng lượng tiêu cực ra bên ngoài. Năng lượng của King of Swords, Queen of Swords và năng lượng Trang, mình thấy họ đánh giá bạn là một người mà mình nghĩ là họ cũng không biết cách sử dụng gọi là năng lượng nam, năng lượng nữ, tính nam, tính nữ đâu, nhưng họ thấy con người của bạn ấy có đầy đủ hai yếu tố, cả năng lượng nam cả năng lượng nữ. Ví dụ thế này, như lúc cần mạnh mẽ, sắc sảo, quyết đoán ấy thì bạn giống như một người nam đấy, còn khi nào mà cần dịu dàng khéo léo ấy, ở đấy phân tích thuyết phục thì bạn trở thành Queen of Swords đấy. Trong họ luôn cảm thấy con người của bạn nó đầy đủ mọi cái yếu tố để làm nên một người thành công. Thậm chí mình có cảm giác như là mình không thấy là họ ghét bạn, nhưng mình cũng không thấy là họ quý, mà họ đánh giá như thế. Và mình có cảm giác như là hầu như là bạn cũng không 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 có nhiều người thân, bởi vì cái gọi là cái sự thân thiết ấy, nó đến từ cái việc là họ cảm thấy con người của bạn hơi kỳ lạ. Thậm chí là cái trí tuệ của bạn ấy, cả một cái bộ Queen of Swords và King of Swords ở đây, cả một cái năng lượng trang ở đây, thì họ cảm thấy con người của bạn nó có cái gì đấy nó không bình thường. Nó nghĩa là cái trí tuệ của bạn, những cái mà bạn biết ấy, nó khác khác hoàn toàn với họ. Có nghĩa là cái năng lượng tâm linh của bạn, nghĩa là một cái gì đó nó siêu hình ấy, nó thuộc về cái tinh thần ấy, nó thuộc về thế giới bên trong của bạn, nó khác xa họ, nó khác hoàn toàn, và tự nhiên họ thấy ngại. Bạn hiểu không ạ? Mình thấy có giống như là họ thấy ngại, và ý là họ không không đến gần bạn, họ không thân thiết với bạn, nhưng họ luôn quan sát bạn, và mình không thấy họ ghét bạn, mình không quý nhiều nhưng cũng không ghét, nhưng mà trong mắt họ thì bạn luôn là một cái gì đó rất là đặc biệt, thậm chí họ tò mò nhá. Đấy, ở đây mình còn thấy có năng lượng là bạn lặng lẽ làm việc, năng lượng của King of Swords và Queen of Swords ấy, trong lúc mọi thế giới ngoài kia biến động thế nào thì bạn cũng lặng lẽ điềm nhiên làm việc. Và năng lượng của Trang thì có thể làm cuộc sống của bạn bây giờ không chỉ có bạn mà còn có cả những trách nhiệm, ví dụ con cái, bố mẹ gì đó, và bạn điềm nhiên bạn sống một cuộc đời làm thế nào đó để bạn hoàn thành cái nhiệm vụ của bạn một cách vui vẻ ấy. Và giống như có thể là bạn chỉ có một mình, bởi vì bạn thấy đấy, tất cả chỉ có một mình thôi, có đôi nào đâu, đúng không? Không hề có đôi, cho nên là giống như là ở một mặt nào đấy thì họ vừa tò mò, họ cũng có phần khâm phục đấy, nhưng đồng thời thì có cái phần thương cảm, giống như là bạn chỉ có một mình thôi và bạn làm được như thế là tốt lắm rồi nhá. Thì đó là đồng nghiệp nghĩ gì về bạn, đồng nghiệp hàng xóm nói chung ấy. Và cuối cùng đó là nếu như bạn có khách hàng, và các bạn nhớ khách hàng này, ví dụ như bạn là giáo viên thì bạn có người học, bạn là bác sĩ thì bạn có bệnh nhân, đúng không ạ? Bạn bạn bán hàng thì có người bán hàng, vân vân đấy. Bạn làm dịch vụ thì có người làm dịch vụ với bạn đấy. Vậy thì cái đối tượng đấy họ đánh giá với bạn như thế nào? Trước hết là như thế này, bạn làm việc gì thì mình không biết, nhưng năng lượng chất tịt, nếu bạn là một bác sĩ thì bạn cực kỳ giỏi, nghĩa là bất bất kể bệnh tật gì đến bạn là sẽ thành công. Bạn là một giáo viên hoặc một người truyền cảm hứng, một người diễn truyền đạt, hoặc là bạn làm bên truyền thông, nói chung là bạn là người giỏi, nghĩa là
năng lượng của Bay of One là vẽ hình một cô gái đang băn khoăn, nghĩa là giống cô đang đứng trước một cái ngã ba đường, hoặc là cô đang phải xử lý hành động một vấn đề nào đấy mà cô ấy đang băn khoăn không biết đi lối nào. Năng lượng của Hai Su là một cái người đàn ông đang đang giống như là đi trên một cái đoạn đường mà có rất nhiều cái chướng ngại như con rắn con rết ấy, và anh ta đang phải 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 phải, phải lật theo kiểu là chỉ là vượt qua, lật đật vượt qua, thì chỉ cần tìm đến bạn thôi, bạn sẽ có phương án cho anh ta ngay đó để giúp anh ta, giúp anh ấy và cô ấy, cậu ấy và cô ấy giải quyết được vấn đề của mình. Năng lượng của Ba Su là Sun for One, nếu người nào đang bắt đầu khởi nghiệp hoặc là làm việc, hoặc là theo kiểu như là họ gặp một vấn đề nào đó đang loay hoay, thì chỉ cần gặp bạn thôi thì tự nhiên là bạn sẽ chỉ cho họ năng lượng của The Sun, chỉ cho họ ánh sáng, chỉ cho họ con đường để cho họ thành công, họ cân bằng đó. Bạn có năng lượng tâm linh, có một cái gì đó rất kỳ lạ, bí ẩn ở con người bạn. Cho dù bạn làm bất kể nghề gì, họ cũng đều thấy cái năng lượng tâm linh bí ẩn nó tồn tại trong con người bạn, và có xu hướng là họ cảm thấy bạn là người giỏi nhưng họ luôn kính nhi viễn chi, nghĩa là đứng từ xa, thích mến nhưng mà đứng từ xa chứ không đến gần. Thậm chí là ví dụ bạn là nữ chẳng hạn, thì có nhiều người yêu thầm bạn nhưng chỉ yêu thế thôi, giống như họ thích một cái bông hoa đẹp ấy chứ còn họ không dám lại gần, bởi vì bạn tỏa ra một cái năng lượng gì đó mà họ nghĩ là nên thích nhiều hơn là yêu đó. Cho nên là có thể bạn một phần, nếu bạn đang là người ế ế theo kiểu là bạn ở một mình ấy, thì một phần cái lý do để bạn ấy nó chính là bạn có năng lực đặc biệt, và những người bình thường họ ngại chạm đến gần, họ chỉ thích thầm bạn thôi đó. Đó là A of One với Queen of One. A of One đại biểu cho cái sự đam mê, Queen of One là trong mắt họ bạn rất là xinh đẹp, bạn có một cái gì đó rất kiều mị, rất say đắm, họ thích bạn nhưng mà họ chỉ đứng từ xa để nhìn. Họ đây là nói chung ấy, đứng từ xa để nhìn, họ không dám lại gần là bởi vì sao? Họ cảm thấy là bạn có cái gì đó đẹp thì đẹp thế nhưng chỉ nên đứng chiêm ngưỡng thôi, nên đứng từ xa thôi, nên kính nhi viễn chi thôi chứ không nên lại gần nhá. Thì mình nghĩ là dù trong công việc nào thì khách hàng, đối tác của bạn đều đánh giá về bạn như vậy nhá. Thì đó là tất cả những gì mình thấy trong trải bài ngày hôm nay đó, chúng ta có thể dừng lại tại đây rồi. Các bạn chú ý là nếu các bạn muốn chọn, muốn mình làm chủ đề gì, các bạn có thể comment ở dưới, nhưng mình nói trước đó là mình cảm thấy phù hợp với hành trình tâm linh của chúng ta, nghĩa là hành trình trong trong năng lượng trải bài của Huyền Thu ấy. Đấy, bạn phù hợp thì mình sẽ làm nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu bạn có nhu cầu trải bài riêng thì số alo mình đặt ở phần comment, và có cả cái cách thức làm việc của mình các bạn đọc qua để biết. Các bạn giúp Huyền Thu phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like và một comment để giúp kênh mình phát triển, cũng như là mình hiểu được cái tâm tư hành trình của các bạn để mình định hướng cái trải bài chung tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.